thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các bác cao niên, kính thưa đại hội, với khí thế vui tươi phấn khởi của toàn đảng toàn quân toàn dân, ta đang ra sức thực hiện để chào mừng những ngày lễ trọng đại của dân tộc. Thực hiện công văn ngày 5/3/2024 của Ban Liên lạc Quân tình nguyện chuyên gia quân sự Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn, hôm nay ngày 6/5/2024, Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, huyện Nga Sơn long trọng tổ chức Đại hội lần thứ tư nhiệm kỳ 2024-2029. Lời đầu tiên, có các tôi thay mặt cho những người làm công tác văn nghệ xin gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý lời chúc mừng đoàn kết mạnh khỏe trên chặng đường công tác tiến bộ, gia đình tràn đầy hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, với những lời thơ tiếng hát điệu múa mềm dẻo của các diễn viên không chuyên đem đến chúc mừng đại hội, thể hiện được tình hữu nghị Việt Lào, ca ngợi Đảng Cộng sản quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, quân đội ta bách chiến bách thắng, kẻ thù nào cũng đánh thắng, đã đi vào 5 tháng chiến tranh, chiều dài của đất nước đã được ghi vào những trang sử hào hùng của dân tộc, mốc son chói lọi của tổ quốc ta. Vinh dự, tự hào và tự hào mãi mãi truyền thống quân tình nguyện, người con của đất mẹ Nga Sơn, đeo hào khí của ông cha khởi nghĩa Ba Đình năm xưa. Vâng, không để các vị chờ lâu, tôi xin được thông qua chương trình văn nghệ như sau. Tiết mục thứ nhất, Đảng cho ta mùa xuân, sáng tác Phạm Tuyên cho đội văn nghệ Nga Thanh biểu diễn. Tiết mục thứ hai, Cô gái cầm đưa, sáng tác Trần Tiến cho đội văn nghệ xã Nga Phượng thực hiện. Tiết mục thứ ba, Gặp cỡ đồng đội, sáng tác Ngọc Huê cho đội văn nghệ xã Nga Tiên biểu diễn. Tiết mục thứ bốn, Tiếng thơ tình yêu trên đất bản, sáng tác Văn Trừ do Thanh Quyền và Thái Hòa xã Nga Thanh thể hiện. Tiết mục thứ sáu, Hát mãi khúc quân hành, sáng tác Anh Tuyên do đội văn nghệ xã Nga Phường thể hiện. Tiết mục thứ bảy, Tình Việt Lào, sáng tác Cu Cô Ly người Lào do đội văn nghệ xã Nga Liên biểu diễn. Tiết mục thứ bảy, Người lính Bác Hồ, sáng tác Hủ Phong do đội văn nghệ xã Nga Tiến thể hiện. Tiết mục thứ tám, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, sáng tác Phạm Tuyên do các đội văn nghệ thể hiện. Sau đây xin kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý hướng lên sân khấu để được thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc được phép bắt đầu. Thank you.
Tình thương nghĩa nặng hồng hà đủ lắm, không có thể cả núi có thể mòn, trong chân lý đó không bao giờ phai mờ. Đó là nội dung của bài hát Cô Gái Trầm Lưa, số đoạn văn nghệ xã La Phường thể hiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chờ anh em nhé. Người đẹp ơi anh thank you.
là ngày anh tỏ tình em. Em e thèm không dám nhận lời anh, trải qua năm tháng xoay quanh tình ta như ánh trăng dặm
cây, hai đứa nghe chung tiếng gà gáy sông, đất nước chăm ba người đến ta.
kính quý, kính thưa đại hội. Những giây phút đã trôi qua, ta được nghe và nhìn cùng nhau thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc của những viên ca sĩ công viên, lời ca tiếng hát làm ấn động lòng người, rung động sân khấu huyện Nga Sơn với cách mạng ban tổ chức. Xin cảm ơn và chúc các đồng chí trong đội văn nghệ mạnh khỏe, phát huy năng khiếu văn nghệ sẵn có, phục vụ nhiều và nhiều hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Xin kính mời bốn đồng chí tổ trưởng và bốn xã lên sân khấu để nhận hoa và quà của đại hội. Tôi xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn Điền, trưởng ban liên lạc huyện Nga Sơn lên bật hoa và trao quà của đại hội cho các đội văn nghệ. Đại hội quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại đảo huyện Nga Sơn. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các bác cao niên, kính thưa đại hội. Thực hiện kế hoạch ngày 5/3/2024 của Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, tỉnh Thanh Hóa. Được sự nhất trí của Ban thường vụ huyện ủy Nga Sơn, hôm nay ngày 6/5/2024, quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam xuống đảo vô cùng phấn khởi, tự hào vinh dự tổ chức đại hội lần thứ tư nhiệm kỳ 2024-2029.